Tại Đà Nẵng, hôm nay 31 tháng 8, gần 11.000 thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 năm 2020 đã lần lượt được lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra COVID-19 trước khi bước vào kỳ thi chính thức diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 9 tới. Đây là một kỳ thi quan trọng diễn ra trong một thời điểm hết sức đặc biệt, đầy khó khăn và thử thách. Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút sáng nay, toàn bộ thí sinh tham dự đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại Đà Nẵng đã có mặt tại 26 điểm thi trên địa bàn để được lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra SARS-CoV-2 nhằm chuẩn bị cho một kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy định phòng dịch. Buổi sáng, thí sinh có mặt tại phòng làm thủ tục dự thi lúc 7 giờ 30 phút tại các điểm thi xét nghiệm và buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. Những cá nhân được lấy mẫu xét nghiệm phải tuyệt đối tự cách ly ở nhà trong thời gian chờ kết quả. Cơ quan chức năng sẽ thông báo kịp thời những trường hợp dương tính để cách ly, điều trị trước 12 giờ ngày 2 tháng 9. Những trường hợp không được thông báo đồng nghĩa với kết quả xét nghiệm âm tính, tiếp tục tham gia kỳ thi. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Trần Phú đã tiến hành xét nghiệm cho 29 phòng thi với gần 700 thí sinh. Tinh thần của các em là sẵn sàng tham gia xét nghiệm để đảm bảo an toàn, chuẩn bị cho kỳ thi vào ngày 2, 3, 4 tháng 9 sắp tới đây. Hôm nay xuất hiện thì em thấy rất là hân hoan và vui vì trước mà khi mà đi tập trung làm bài thì sẽ không bị lo lắng về vấn đề sức khỏe và mình có thể tập trung làm bài tốt hơn. Dạ, theo em thì cái việc mà lấy mẫu trước khi thi như này thì cần thiết cho tất cả các bạn học sinh tham gia kỳ thi cũng như là các cán bộ coi thi thì nhằm giảm thiểu tối đa những cái nguy cơ, những cái dịch bệnh mà có thể xảy ra. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, công an, y tế làm nhiệm vụ tại điểm thi chính thức và lực lượng tại chỗ của điểm thi dự phòng sẽ được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trong ngày mai, mùng 1 tháng 9.